Hey yo, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi livestream trực tiếp tại miền Thẩm Mỹ Gâm Hu. Thì rất là vui luôn cả nhà ơi. Đình Dương vừa mới gặp được một vị khách hàng nữ cũng rất là trẻ tuổi, cô bé rất là dễ thương ha. Và sau khi mà như cả nhà có thể thấy là dáng buổi hiện tại của cô bé, sau hơn một giờ đồng hồ, các bác sĩ đã làm cho cô bé là có một cái mũi nó đã thanh tú, nó đã thon gọn và nó rất hài hòa với lại khuôn mặt rồi ha. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ bác sĩ để mà bác sĩ nói qua về những cái khuyết điểm mà cái mũi trước khi mà làm của cô bé này gặp phải ha. Dạ thưa bác sĩ, bác sĩ hãy phân tích những cái vấn đề mà của cô bé này gặp phải. Chào mọi người, bác sĩ vừa mới phẫu thuật xong một ca nâng mũi ha. Mình thấy này, trước khi mổ là cái mũi của khách hàng này nó rất thấp. Đó, cái sống này, nó rất thấp, nó không có. Thứ hai là cái mũi này nó ngắn ha, cái chóp mũi nó không có. Đó, rồi cái thứ ba thì cái mũi này á, thì nó bị thấp quá, cái nền mũi này nó rộng này. Đó, cái nền mũi nó rộng, cái lồng mũi nó nằm ngang, nó rất xấu. Mà từ đó nó làm cho cái phần nền mũi này, hai cái cánh mũi nó rộng quá. Đúng rồi. Và từ một cái góc mà hơi nghiêng một xíu. Góc 45 độ thì mình thấy ha, cái sống này mình thấy rõ, cái sống này nó thấp quá này, nó ngắn quá nè, cái chóp mũi này nó không có nè, nhìn bắt đầu là nó mũi nó ngắn, nó sẽ bị hở hai cái lỗ mũi, cho nên nó về cái phong thủy nó không có tốt, nó không có đẹp ha. Sau đó thì bác sĩ mới mình thấy cái chỗ này mình thấy rõ nè, thấy cái mũi nó ngắn nè, thấp này, ngắn nè, nhìn vô là thấy hai cái lỗ mũi. Thế thì sau khi mà mình đã nhận định được những cái khuyết điểm mà cô bé này gặp phải, thì sau khi mà hội chẩn cũng như bạn bè thì các bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm Mỹ Gâm Hu đã ứng dụng phương pháp gì để mà khắc phục những khuyết điểm của cô bé? Sau khi thăm khám xong thì bác sĩ mới quyết định là nâng cái mũi cấu trúc cho cô này để mà mình làm lại cái sống mũi, kéo dài đầu mũi và tăng cái độ nhô của chóp mũi, làm cho cái mũi nó kín. Mà đặc biệt cái ca này là hoàn toàn làm bằng sùn sinh học ha, mình không có lấy cái sùn tai. Cho nên là mình làm hoàn toàn bằng cái sùn sinh học. Những cái sùn sinh học thì nó có đặc điểm, nó cũng giống như những cái sùn của tự thân của mình, nhưng mà mình không phải lấy cái sùn nơi khác. Và cái tỷ lệ mà nó tương hợp sinh học nó rất tốt. Và cái độ bền nó cũng tốt nữa. Thì dành cho những quý khách hàng chưa biết về cái sùn sinh học thì đây là một cái chất liệu mà ra đời sau này nhằm phục vụ cho mục đích mà chúng ta làm đẹp. Thế thì ví dụ như quý khách hàng mà nâng mũi bằng sụn sườn đi, thì nếu mà nâng bằng sụn từ thân thì chúng ta sẽ phải mổ hai lần ở hai nơi, đúng không bác sĩ? Đúng. Thì nó sẽ bất tiện hai lần. Và cái thứ nhất, cái thứ hai thì cái sụn từ thân của chúng ta nó cũng sẽ có một cái tỷ lệ tiêu đi nhất định qua thời gian. Còn khi mà chúng ta sử dụng sụn sinh học này thì sụn sinh học này bản thân nó được cấu tạo bởi rất là nhiều lỗ macro, thì nó cho phép những cái mô cũng như là những mạch máu của chúng ta có thể mọc và đâm xuyên qua. Thế thì nó đảm bảo cho chúng ta được một cái quá trình sử dụng lâu dài, đúng không bác sĩ ha? Mà nó rất là an toàn nữa. Đó, thì như cả nhà có thể thấy là bây giờ các bác sĩ đã làm cho cô bé này có một cái sóng mũi cao hơn, nhưng mà nó cũng không kém phần tự nhiên. Nhìn nó rất là hài hòa với khuôn mặt, còn cái phần đầu mũi thì là nó đã tròn đầy và nó bay hơn rất là nhiều rồi. Thế thì bác sĩ, cái ca này thì trong cái quá trình mà mình phẫu thuật nó có cái gì khúc mắc không bác sĩ? Cái công việc mà mổ mũi là nó hàng ngày của bác sĩ rồi. Cho nên hầu như giờ những ca dễ ca khó gì bác sĩ mổ quá nhiều đây này, cho nên đó là giờ mình thấy nó cũng bình thường, nó không có gì ấy. Thế thì cả nhà có thể thấy là tại vì để mà đánh giá được một khuôn mặt đẹp á, thì cái mũi hầu như là nó đã chiếm 50% tỷ lệ rồi. Cho nên cả nhà có thể thấy là một cũng là khuôn mặt của cô bé này, nhưng mà với cái mũi trước đây á, thì nó sẽ làm cho cái khuôn mặt cô bé nó hơi bầu bỉnh một xíu ha. Nhìn nó có vẻ hơi tròn hơn một xíu. Đó, cả nhà có thể đánh giá khuôn mặt nhìn nó bầu bỉnh hơn. Đó là do cái dáng mũi của chúng ta ha. Nhìn nó buồn hơn. Đây, còn bây giờ nè, cả nhà có thể thấy là gương mặt cô bé lên một cái mũi thôi là cả nhà có thể thấy là cái sự thanh thoát rồi. Từ nãy giờ bác sĩ làm em có bị đau hay là khó chịu gì không? Rất là dễ chịu ha. Trong quá trình làm thì em có hồi hộp hay là lo lắng gì không? Dạ, một xíu thôi. Một xíu hả? Nhưng mà các bác sĩ ở đây là có trấn an em không? Dạ, có vui vẻ trấn an.
Thế thì em có thể chia sẻ với lại mọi người là khi mà em quyết định nâng mũi, em có tìm hiểu ở nhiều nơi không? Dạ có, em có tìm hiểu trên sách báo, tivi, trên các diễn đàn này kia. Dạ. Thế thì cuối cùng là chọn đến bệnh viện Gan Hô. Dạ. Vì sao vậy? Ở đây có gì đặc biệt hả? Dạ thì em thấy mọi người tư vấn nhiệt tình và các chế độ hậu phẫu cũng ok. Dạ, giá cả lại hợp lý nên là em quyết định chọn ở đây. Như vậy chứng tỏ là em cũng là một khách hàng rất là thông minh ha, cũng tìm hiểu rất là nhiều nơi rồi đúng không? Dạ. Xong rồi mới quyết định được đến Gan Hô. Dạ. Thế thì ngày hôm nay là em đến đây làm như vậy thì từ từ cái quá trình mà em vào em thăm khám sức khỏe cũng giống như là làm xong đến bây giờ thì em cảm nhận như thế nào về bệnh viện mình? Dạ em thấy là rất là tận tình, chu đáo, rất là chất lượng luôn, em cảm thấy rất là tin tưởng. Rất là cảm ơn em đã tin tưởng bệnh viện và giao cho bệnh viện cái trọng trách là làm đẹp cho em nhé. Và đặc biệt là những người mà làm ngành y bác sĩ, khi mà nhìn thấy được vị khách hàng của chúng ta mà đẹp hơn và yêu đời hơn thì thật sự đó là một cái niềm hạnh phúc của họ rồi em nhé. Rồi cả nhà có thể nhìn thấy không, trước và sau nè cả nhà, chúng ta có thể nhìn qua một cái góc này một tí xíu là nó sẽ rõ hơn nè. Thì như cả nhà thấy là như bác sĩ hồi nãy có nói cái góc mũi trán của cô bé này nó hơi thấp ha, nó làm cho cái gương mặt nó không có cái chiều sâu đó cả nhà. Đó thì bây giờ một cái góc mũi trán nó có một cái độ lài tự nhiên rồi, nhìn nó rất là đẹp. Cái lúc nãy mà lúc mà bác sĩ vô hỏi em là em muốn một dáng mũi tự nhiên hay là cao tay, em còn nhớ là em trả lời bác sĩ dạ, sao? Đó là tự nhiên, phù hợp, hài hòa với gương mặt. Vậy là em là cũng là một người rất là bắt kịp xu thế đấy, tại vì xu thế tại kinh đô Hàn Quốc, kinh đô thẩm mỹ Hàn Quốc với lại các cái nước mà tiên tiến về thẩm mỹ hiện nay á, hầu như là người ta sẽ chọn cái nét tự nhiên, tức là khi chúng ta làm đẹp lên á, chúng ta vẫn giữ được cái nét duyên của chúng ta. Khi mà em đi làm mũi thì em có hồi hộp hay là lo lắng gì không? Dạ chỉ một chút thôi, nhưng mà sau đó thì bác sĩ mọi thứ đều cho ngay. Dạ. Ngày hôm nay em đi làm đẹp có người thân hay là người nhà gì theo không? Dạ có bạn em đi theo cùng. Bạn dạ. bạn em đã từng làm đẹp ở đây chưa? Dạ chưa. Dạ. Chắc là đợt này về mà thấy em đẹp là chắc chắn bạn em sẽ làm đấy. Dạ. Rồi thế thì quý khách hàng nào ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh hãy đến trực tiếp địa chỉ là 576-578 Cộng Hòa, phường 3, quận Tân Bình cả nhà nhé. Cuối cùng thì cảm ơn quý khách hàng đã xem. Cảm ơn bác sĩ đã phân tích cũng như chia sẻ để mà quý khách hàng có thể hiểu hơn về cái mà nâng mũi. Rồi cảm ơn quý khách hàng đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong phóng livestream tiếp theo.